Dạ anh Nguyễn Văn Thông. Nguyễn Văn Thông, anh có đang ngồi kế bên anh không? Dạ có, anh đang đây dạ. từ Quỳnh Lăng An. Cô Tuấn mời Diễm xin chào anh Thông nha. Nhưng mà anh Tân ơi, sao anh Tân không chủ động gọi, anh Tân nhờ anh Thông gọi vậy? Dạ, em không biết số chứ anh chị ơi, em mới nhờ anh gọi. Dạ. Dù ai gọi đi chăng nữa mà ngày hôm nay mình được kết nối, được trò chuyện cũng khá là vui rồi anh ạ, phải không? Dạ, đó phải. Nhưng mà Hà Diễm nè, anh nói là anh không biết số kìa, giờ làm sao? Giờ mình chia sẻ số lại hả? Ừ, đúng rồi đó. Dạ rồi, anh Tân ơi, số điện thoại của chương trình là 0283822188 anh nha. Dạ. Rồi, ngày hôm nay kết nối với đêm thành phố thì không biết là anh Tân có câu chuyện muốn chia sẻ cùng với chương trình, hay là mình gọi đến chương trình để có thể là kết bạn với tất cả những người bạn ở bốn phương đây ạ? Dạ, em gọi đến chương trình để kết bạn với mấy người bạn ở bốn phương vậy. Dạ, cái gì hấp dẫn á thì mình để dành phần sau anh nhé. Một tí xíu nữa thì anh sẽ đọc số điện thoại để các người bạn của anh có thể là chuẩn bị giấy viết nè, ghi lại số điện thoại của anh. Thì bây giờ cháu có Tuấn hỏi nha anh, cái tuổi thơ của anh á, anh kể về cái tuổi thơ của mình đi. Cái tuổi thơ mà ngày xưa không có công nghệ á, giờ nó có khác biệt gì so với cái tuổi thơ mà bây giờ những lớp trẻ, những lớp con, những lớp cháu của anh đang có công nghệ internet tác động không anh? Dạ, cái lúc tuổi thơ của em là anh nhà đi đi chăn bò chăn cao, rồi bây giờ đến tuổi thơ bây giờ làm gì có anh. Vậy hả? Đâu, anh nói anh nói là tuổi thơ của anh lúc nhỏ có đi thả bò thả trâu phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, nhưng mà hỏi anh lại cái nè, cái đó là cái niềm vui hay là bây giờ anh thấy nó là một cái nỗi buồn? Dạ, bây giờ là một niềm vui anh. Còn lúc đó, ngày trước đó là một cái công việc nó rất là mệt đối với mình. Dạ đó, dạ nó như một cái nỗi ám ảnh phải không? Trong khi bạn bè thì được đi chơi, còn mình thì đi làm. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì anh với thời đại công nghệ 4.0 này, các phương tiện của chúng ta với internet phát triển này, thế thì với anh Tân thì hàng ngày anh có sử dụng internet nhiều không anh hả? Dạ ít lắm, không ít lắm chị. Dạ. Dạ mà vì công việc sáng đi chiều về, cái hồi khuya về cũng không có thời gian vậy. Tức là sáng đi chiều về, tối thì mình chỉ dành thời gian cho ngủ thôi để mai tiếp tục đi làm. Dạ. Dạ. Rồi như vậy thì khi nào thì anh tính là mình sẽ tìm một người bạn để đồng hành với mình, trong khi bây giờ thì nhiều người sẽ sử dụng mạng internet để kết nối với bạn bè và tìm cho mình một nửa yêu thương. Còn anh thì anh tính như thế nào khi mà mình không có sử dụng phương tiện internet nhiều? Dạ em cũng muốn lắm, mình đang tìm mà chưa có vậy. Dạ. Thế thì có thời gian dành để cái việc tìm hiểu không? Dạ. Dạ, anh có dành thời gian cho việc tìm hiểu khoảng bao nhiêu thời gian anh dành trong ngày đây? Tối về thì mình sẽ dành thời gian như thế nào? Mình dự tính là làm sao ạ? Dạ, tối về thì cũng lướt Facebook, thường cũng 50 phút là ngủ. Một anh chàng rất là chất phát phải không ạ? Chất phát rất là nhiều. Trong buổi tối ngày hôm nay khi mà chúng ta kết nối trong đêm thành phố ạ, đâu đó có những câu chuyện mà anh Tân chia sẻ, nếu như các bạn nào chúng ta cảm thấy anh chàng này rất thật thà, chất phát là mình muốn kết bạn với, thì có thể tìm đến với số điện thoại của anh Tân. Anh Tân sẽ chia sẻ trên tần số của FM 95.6 và FM 90MHz ạ. Rồi bây giờ là anh giới thiệu cái số điện thoại của mình nhé. Dạ 09 03 899. Tiếp đi anh. Anh ơi, 7 3 4 3. Dạ anh đọc lại một lần nữa giúp đêm thành phố nha. Dạ anh chia sẻ lại một lần nữa nha. Dạ 03 899 73 437. Dạ rồi, số điện thoại của anh Tân vừa chia sẻ trên sóng ạ. Quý vị, chúng ta có thể kết bạn với anh Tân qua số điện thoại vừa rồi nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghe món quà âm nhạc mà anh Tân yêu cầu trong đêm thành phố tối nay nha. Dạ. Dạ anh yêu cầu bài nhạc nào ạ? Dạ Bác cùng chúng cháu hành quân á chị. Một ca khúc rất là truyền thống. Với ca khúc này thì anh muốn chia sẻ thông điệp gì anh? Dạ em chia sẻ là muốn chúc mấy anh em ra xa trên mọi miền tổ quốc để an toàn trên mọi nẻo đường anh. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng là lần sau mà khi mà mình kết nối cùng với đêm thành phố á, thì mình sẽ mạnh dạn tự tin hơn, chia sẻ nhiều hơn anh nha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ anh chạy à. Dạ xin chào anh. Với thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân.
một món quà mà chúng ta gửi tặng đến quý thính giả đầu tiên đã kết nối cùng với Đêm Thành Phố tối hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân. Và tại vì thời lượng của Đêm Thành Phố có giới hạn nên là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị thính giả tiếp theo để đáp ứng lại những tâm tư tình cảm mà quý vị đã gọi điện thoại về tổng đài 028 3822 1188. Quốc Tuấn và Hà Diễm xin chào. Chào anh Quốc Tuấn, chị Hà Diễm cùng với lại khán giả đang nghe chương trình ạ. Dạ, bây giờ thì mình đã chào hỏi xong rồi thì giờ mình giới thiệu về bản thân của mình cái nha. Dạ, em tên Quân, em ở Đồng Nai đó anh. Dạ, chào anh Quân ở Đồng Nai. Anh Quân đang ở bên ngoài trời phải không anh? Dạ, đúng dạ, rồi. Hà Diễm nghe có tiếng chó vù vù qua điện thoại đi ạ. Dạ, rồi lúc này anh Quân vẫn còn công việc di chuyển bên ngoài hay như thế nào ạ? Dạ không, chị ơi, đang còn... đứng ở ngoài bờ biển và nhìn về nơi xa xăm. Đứng ở bờ biển mà nhìn về nơi xa xăm, nghe khung cảnh tự nhiên thấy lãng mạn gì đâu á. Lãng mạn, lãng mạn nhưng mà có một mình thôi anh chị ạ. Lãng mạn có một mình mà nhiều khi là mình đứng một mình vậy thì mình mới có đủ cái không gian mình trống trải nè, mình đủ cái không gian để mình suy tư, mình ngẫm nghĩ về một cái thời nào đó, một cái miền xa xăm nào đó, một con người nào đó, đúng không? Dạ, chính xác. Rồi, vậy bây giờ anh đứng ở bờ biển vắng, anh nghĩ về ai? Rõ ra thì một người đàn ông khi mà đứng một mình mà nhìn về nơi ai thì chỉ suy nghĩ tới một người duy nhất, đó là người mà mình thật sự yêu thương. Người mình thực sự yêu thương. Thôi sẵn bây giờ là